Hello, hello, hello. Hello everybody. Welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm qua có úp con hải tặc đại chiến ha. Đó là ông hải tặc chiến đấu mà nhiều anh em vào đăng ký không được thì cũng nhờ bạn Uber ha đã nhắn tin và share cho Heo cái bảng của 4399 ha. Thì hôm nay Heo up cái bảng này lên, bảng này thì đăng ký tài khoản nó dễ hơn. Và hai bảng nó cũng phi y chang nhau anh em, nói chung thì cũng không có khác gì nhau đâu. Nên bây giờ Heo hướng dẫn anh em đăng ký tài khoản ha. Ok, anh em làm như Heo nha. Nằm đầu quên rồi. À đây nè. Ok, bây giờ đăng ký tài khoản nè. Rồi bây giờ không, ở đây không phải. Ở đây nè. Đó. Rồi bây giờ nó hiện ra cái này đúng không? Anh em bấm cho Heo là cái đây, bấm ở trên này ha. Tên tài khoản nè. Dù cả nhà yêu 45678 vậy đi. Thôi cả nhà yêu đi. Đó, ví dụ cả nhà yêu. Rồi ở dưới là mật khẩu là 123456. Đó. À cái này có người đăng ký rồi hả? À không, cái này là cái số điện thoại. Bấm thêm cái nữa. Rồi. À đây nè, đây nè. Đó, bấm vào đây. Đó. Rồi anh em nhớ cái số này nha. Cái số này là số tài khoản nè. Không thì chúng ta bỏ đi. Rồi cả nhà yêu. Rồi ở đây là mật khẩu ha. Đó. À quên, quên đồng ý điều kiện. Rồi. Đó, vậy là đăng ký thành công ha. Đấy. Rồi bây giờ nó yêu cầu chứng minh nè. Chứng minh nhân dân nè. Với lại lộn tên, cái này tên và chứng minh nhân dân ha. Rồi anh em làm, anh em lên trang Heo VKT lấy ha. Rồi ở trên kênh Heo VKT nè ha. Anh em vào trong cái phần giới thiệu. Đó, ở đây là nó có rất nhiều nè ha. Có bài hướng dẫn tăng tốc độ game nè. Hướng dẫn Face IP nè. Hướng dẫn phần mềm Face IP nè. Gmail Free nè. Hướng dẫn tải game nè. Đây là tên và chứng minh nhân dân nè ha. Còn đây là giả lập 5.0 cho anh em Android 10 và Android 9 không chơi được các game cũ nè. Rồi đây là chứng minh nhân dân nè ha. Rồi anh em lấy cái nào vô cũng được ha. Đó. Rồi bên này bà mẹ nó cái tên bây giờ không bát vô được thì lấy cái gì đây. Ok cái tên. Rồi ở đây thì nó méo cho bát cái số chứng minh vô đâu nha anh em. Bây giờ anh em tự nhập đó ha. Rồi 610724. Rồi 610724. Rồi 1970081. 1970081 đúng không? 1970081. Rồi 58916. 58916. 58916. Rồi, ok, vậy là thành công á. Rồi sau này anh em có vào game thì cứ xài cái đó ha. Đó, cái đó là anh em xác minh chứng minh nhân dân và số điện thoại Trung Quốc thành công luôn rồi ha. Đó, rồi bây giờ thì chúng ta vào game xem thử coi cái bảng của bên 4399 có gì hot ha. Và hôm nay thì có server mới luôn nha anh em. Bây giờ Heo để cho nó cập nhật cái đã ha. Cái bảng này thì mới hơn cái bảng bên kia nha. Bản này là bản V2 23.000 ha. Bản bên kia là bản 9 chấm mấy thì phải á. Theo nhớ là vậy. Rồi ok bây giờ để nó chạy cập nhật ha. Ok hôm nay thì cái server 193 này server mới nè ha. Bây giờ chúng ta vào game nào. Cũng như cái kia thôi. Đó chọn ha. Chọn cái nào mỹ miều đồ. Đó xương sọ. Hai cây rìu. Băng cây rìu ha. À, mỏ neo. Rồi.
Ồ, đặt tên tiếng Việt được hả ta? Ok, ok, đó. Ngon lành chưa? Quá trời ngon lành luôn anh em. Và cái này bên này heo cũng đã cài nhân 8 rồi ha. À, đó, Sanji nè. Binh à, hình chiếu. Wow, wow, Luffy ghê không? Ghê không? Đây, chạp hello. Đó. Rồi Bo, đó. Nè, binh binh binh. Ghê không, ghê không? Đã, nhìn đã, đánh đã. Zoro, à Luffy đánh là hết mẹ nó rồi. Đó, Zoro ra luôn. Tam kiếm Zoro. Chưa kịp đánh luôn. Cái bảng này thì anh em dễ dễ dàng mà đăng ký hơn ha. Đăng ký theo các bước như heo hồi nãy là rất ư là dễ nha anh em. Đó, đăng ký nó không có cần cầu kỳ như bên kia ha. Bên kia xác minh số điện thoại đồ các kiểu con đà điểu. Bên này là vô tư. Ôi giời ạ, à, má ra ặc này là ra hai con phế vãi nờ. Rồi, game thì khá đơn giản. Hôm qua thì heo cũng đã giới thiệu cho anh em rồi. Bên server này thì cũng như vậy ha. Nó cũng không có gì gọi là khác biệt hết à. Rồi đó thì phi ít chứ giờ phi khá là nhiều rồi ha. Nói chung cũng dễ chơi. Đó. Nè, đó, lên nè. Kinh công. Anh em lên 80, 85 gì đó. Rồi lên full 5 sao là anh em có thể nâng cấp được Haki các kiểu ha. Đó, Haki thì lên thêm đồ, thêm tuyệt chiêu này nọ. Mà bên này thì được cái thì nó heo thấy là nó khá là lắc nha anh em. Chứ còn bên kia thì nó ít lắc hơn. Hay là tại vì đường truyền mạng nhà heo cũng không biết nữa. Chứ thấy là nó hơi hơi bị chậm. Nghe nói server mới này nó cho tướng ngon nè, chạp phanh lô các kiểu con đà điểu mà chưa thấy ha. Ok, để tăng tốc. Tăng tốc nhìn đã lắm anh em, nhanh lắm. Nó không có để cái tốc độ là bao nhiêu nhưng mà chúng ta cứ việc tăng ha. Đây, rồi ok. Bên này vẫn như vậy ha, ngày đầu cho chúng ta là Luffy Gear 4 ha. Và ngày thứ hai thì cho chúng ta là Zoro ha. Nạp thì cho Nami. Rồi đây, event 8 ngày. Ngày đầu thì cho Kim Cương nè. Ngày thứ hai thì chúng ta sẽ nhận được Zoro ha. Ngày thứ ba thì đồ tướng các kiểu. Đâu rồi, đây. Event thì cũng như vậy thôi, cũng chạy nhiệm vụ rồi làm event đồ các kiểu. Đó. Anh em nào gán quay thì nếu hên thì nhận được 5 mảnh Sanji thì qua ngày thứ tư thì cộng 5 mảnh này nữa thì chúng ta sẽ được một con. Còn thường mấy server mới là nó có cái event là quay tướng nhận đủ mốc thì sẽ được nhận tướng. Đâu rồi, hình như nó nằm ở dưới này nè. Bên này hình như không phải, không có rồi. Vậy nó nằm bên cái event kia. Đâu rồi, dưới này. Đây. Anh em nè, quay nè, hồi nãy mới quay 10 lần nè. Đó, quay thì đủ mốc anh em sẽ được nhận ha. Quay đủ 100 lần thì chúng ta sẽ nhận được một bát Sengoku nha anh em. Đó, đó, khá là thú vị đúng không? Thì bên này thì đa số toàn là level hấp không nè, thấy không? Server mới mà. Đó, nhiều anh em, rất là nhiều anh em đang chơi ha. Rồi game thì hôm qua heo đã up một cái bản rồi. Bản này cũng y như vậy thôi. Nhưng mà được cái là server nó dễ đăng ký hơn. Rồi, rồi ok, bye bye. Chúc anh em chơi game vui vẻ ha. Hôm qua thì có khá nhiều anh em inbox heo với lại bình luận ở dưới là không có đăng ký được.
Nên hôm nay là nhờ bạn Uber ha. Rồi cảm ơn bạn Uber đã gửi cho em cái link nha. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.